Xin chào quý vị và các bạn Trong nội dung này mình sẽ chỉ các bạn một cái cách để mà hiển thị cái tên file cũng như là đuôi file trong cái hệ điều hành Windows Hiện tại mình hướng dẫn các bạn trên Windows 11 đối với những cái phiên bản Windows khác các bạn làm tương tự nhé Các bạn hãy mở cái file Explorer lên đó Sau đó thì nếu như bình thường này các bạn sẽ thấy có tên file nhưng không có phần đuôi mở rộng Trong nhiều trường hợp thì chúng ta cần phải biết cái tên phần đuôi mở rộng nó là cái gì để thực hiện những thao tác ví dụ đọc ghi file để thực hiện những cái chuyển đổi vân vân đấy thì để biết được cái đuôi file các bạn sẽ tìm cái mục view các bạn kích vào đấy sau đó các bạn tìm cái okay, tích vào cái mục đó là file name extension đó nhớ nhá tìm cái file name extension tích vào hoặc là show file name extension tích vào đấy thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là cái file của ta nó có đuôi gì nó hiển thị ngay rồi đây. đấy cái file này là file .doc này file pdf này À, rồi tiếp theo file mình có file mp 4 này đấy, rồi file vkmv này file pi này java c vần đó thì lúc này các bạn đã có được cái hình ảnh của cái file extension tức là cái phần đuôi mở rộng đấy. bây giờ muốn ẩn cái phần này đi thì các bạn lại kích vào cái mục view của cái file explorer sau đó lại chọn tìm cái file name extension bỏ tích đi đó, lúc đó thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái đuôi file nữa, ok. làm ngược lại thì chúng ta sẽ có được cái tên file và đuôi file. đó, ok.